vô sinh hiếm muộn sảy thai hoặc có thể ảnh hưởng tính mạng là những gì mà u xơ tử cung có thể gây lên. Vậy u xơ tử cung là gì, cách nhận biết làm sao chị em có thể chủ động đi thăm khám? Trong video này tôi có thể cung cấp cho các bạn tất cả những thông tin về u xơ tử cung. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. U xơ tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến ở mọi độ tuổi, nhất là phụ nữ trong độ tuổi giai đoạn sinh đẻ, đang mang thai hoặc mãn kinh. Vị trí của u xơ tử cung có thể nằm ở trong lớp cơ tử cung, dưới thanh mạc hoặc là niêm mạc tử cung. Các dấu hiệu thường gặp của bệnh u xơ tử cung: âm đạo ra máu bất thường, triệu chứng thiếu máu, bệnh nhân thường có da xanh, niêm mạc nhợt, mệt mỏi khi thiếu máu nặng, gây choáng váng và có thể ngất, cảm giác khó chịu, đau âm ỉ ở vùng bụng dưới, đặc biệt khi khối u có kích thước to, khí hư loãng như nước, đi tiểu thường xuyên, đau khi quan hệ tình dục, sờ thấy khối u ở vùng bụng dưới. Cho đến nay chúng ta có thể biết được sự phát triển của u xơ tử cung có liên quan đến hormone sinh dục nữ là estrogen và progesterone. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ mà có kinh ở tuổi càng nhỏ thì nguy cơ mắc u xơ tử cung càng cao. Ngoài ra những phụ nữ thừa cân, béo phì, những phụ nữ mà không có con thì tỷ lệ mắc u xơ cũng rất là cao. Bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi từ 16 đến 50 tuổi. Đây là thời kỳ sinh sản của nữ giới nên nồng độ hormone estrogen trong cơ thể phụ nữ dễ rơi vào tình trạng bất thường. Triệu chứng thiếu máu vừa là biểu hiện vừa là biến chứng của u xơ tử cung. Tiếp theo là khối u to gây chèn ép các cơ quan xung quanh, gây khó tiểu, sỏi thận, phù chi dưới. Biến chứng của u xơ tử cung có thể gây vô sinh, sảy thai, đẻ non hoặc thai chết lưu. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị u xơ tử cung. Bác sĩ sẽ lựa chọn cái phương pháp điều trị phù hợp với người bệnh tùy thuộc vào một số các tiêu chí. Một là phụ thuộc vào kích thước u xơ tử cung, vị trí u xơ tử cung. Hai là triệu chứng kèm theo như chảy máu, chèn ép, hiếm muộn vô sinh. Tiếp theo là dựa vào tình trạng da máu của người bệnh. Cuối cùng là theo nguyện vọng của người bệnh. Nếu bệnh được phát hiện sớm thì có thể được điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Mục đích của uống thuốc nhằm điều chỉnh nồng độ hormone cơ thể, làm giảm tình trạng u xơ tử cung. Đơn thuốc có thể phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của người bệnh. Ngoài việc uống thuốc Tây y thì người bệnh có thể kết hợp với Đông y để đẩy nhanh quá trình điều trị bệnh một cách tự nhiên nhất. Đây là một bệnh lành tính nhưng những biến chứng của u xơ tử cung vẫn có khả năng xảy ra và gây hậu quả nặng nề cho sức khỏe phụ nữ. Vì vậy, khám sức khỏe sinh sản định kỳ của người phụ nữ là rất cần thiết, vừa giúp phát hiện sớm và giảm khả năng xuất hiện các biến chứng của u xơ tử cung, đồng thời cũng bảo vệ người phụ nữ khỏi mắc bệnh phụ khoa khác. Vậy nên rất mong các bạn hãy quan tâm đến sức khỏe của mình ngay từ ngày hôm nay.